Năm 1999, Hồ Hạnh Nhi 20 tuổi tham gia cuộc thi sắc đẹp. Hoa hậu Hồng Kông bất ngờ giành được kết quả tốt ở vị trí thứ ba. Tuy nhiên, cô ta lại được mệnh danh là chị gái xấu nhất Hồng Kông. Vì nét mặt không xinh đẹp, đối mặt với sự nhạo báng của người khác, Hồ Hạnh Nhi chỉ dựa vào ánh sáng của vị trí thứ ba của chị gái Hồng Kông để bước vào ngành giải trí, trở thành nghệ sĩ hợp đồng của TVB. Lúc đầu không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào. Cô ta chỉ có thể đóng một số vai phụ. Nhưng cũng chính là thời gian này. Hồ Hạnh Nhi đã học được rất nhiều kinh nghiệm. Diễn xuất quý giá từ em gái cũ của mình. Khoảng cách từ hoa hậu đến ngôi sao ngành giải trí không phải là nhỏ. Nhưng Hồ Hạnh Nhi vẫn kiên trì 3 năm. Cuối cùng, vào năm 2002, cơ hội đã đến. Trong vở kịch này, cô đóng vai một cô con gái có chút vấn đề. Về trí tuệ nhưng lại tốt bụng và đáng yêu. Cô ấy đã tạo ra một hình ảnh sống động của nhân vật này. Sau khi phát sóng đã được mọi người yêu thích. Và Hồ Hạnh Nhi cũng bắt đầu từ vở kịch này. Thay đổi quỹ đạo cuộc đời cô. Sau khi nhận được giải thưởng nữ nghệ sĩ nhảy vọt. Giống như mở ra bước tiền mới cho Hồ Hạnh Nhi. Cô đã trở thành nữ chính trong nhiều bộ phim truyền hình. Nổi tiếng của Hồng Kông. Năm 2005, cô được công nhận bởi những người trong và ngoài ngành. Danh được giải thưởng nữ diễn viên chính yêu thích nhất. Cho dù đó là vai mẹ chồng khó tính của tôi, hay đường đến thiên đàn, hoặc là thu hương và đường bá hổ hồ hạnh nhi đều thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình trong số nhiều nữ diễn viên tvb hồ hạnh nhi không phải là người đẹp nhất nhưng chắc chắn là khó nhất đây cũng là chìa khóa thành công của hắn nhìn thấy sự nghiệp phát triển mạnh hồ hạnh nhi sắp có một tương lai tươi sáng của riêng mình nhưng lúc này hắn lại bất ngờ gặp được một người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận điều này khiến cô ấy Người đáng lẽ phải tập trung vào phát triển sự nghiệp, nhưng lại rơi sâu vào vướng mắc của tình cảm. Huỳnh Tông Trạch là tay chơi. Nổi tiếng ở Hồng Kông không ai biết đến. Nhưng không ai ngờ, nhưng anh ấy sẽ yêu chị gái Hồng Kông xấu xí nhất Hồ Hạnh Nhi. Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch quen nhau. Vì hợp tác với nhau phim mẹ chồng khó tính, Hồ Hạnh Nhi dựa vào nỗ lực, cuối cùng đã đứng trên bục trao giải thưởng. Cô ấy xinh đẹp, hào phóng và tự tin, khóc và bày tỏ với Huỳnh Tông Trạch. Hy vọng họ có thể tiếp tục đi. Kể từ đó, Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi gần như không thể tách rời. Để làm cho Hồ Hạnh Nhi vui vẻ, anh ta không tiếc tiền mua giày pha lê. Hơn nữa là tặng xe tặng nhà cho Hồ Hạnh Nhi. Và Hồ Hạnh Nhi cũng rất chu đáo. Cô chuyển lên nhà Huỳnh Tông Trạch. Để có thể chăm sóc anh ấy tốt hơn. Nhưng điều mà Hồ Hạnh Nhi không ngờ tới là, ngay cả sau khi công bố mối quan hệ với mình, Huỳnh Tông Trạch không thay đổi bản chất đào hoa. Trong thời gian đó, anh ta nhiều lần bị truyền thông phơi bày tin tức. Thậm chí để vui vẻ hơn, anh đã mua bà chiếc điện thoại di động cho một ngày mưa. Để trốn tránh sự kiểm tra của Hồ Hạnh Nhi. Hắn và Trần Pháp Lai vụng trộn, trải nghiệm với Dương Chính Giải. Bên cạnh thỉnh thoảng có những người phụ nữ khác nhau. Đối với điều này, Hồ Tinh Nhi vẫn hào phóng tha thứ. Cười nói chỉ vì Huỳnh Tông Trạch quá đẹp trai, quá nổi tiếng. Lý do thực sự khiến hai người chia tay là Hồ Hạnh Nhi bị tình địch ép. Đối phương là một nữ diễn viên đại lục. Sau khi quay phim và Huỳnh Tông Trạch gặp nhau, họ đã quấn quyết vào nhau, thậm chí còn trực tiếp đến Hồng Kông tìm đến cửa. Tuyên bố chủ quyền với Hồ Hạnh Nhi, nói mình mới là bạn gái của Huỳnh Tông Trạch. Nhiều năm nhẫn nhịn trong khoảnh khắc này lập tức bùng phát. Cô ta tổ chức họp báo ngay lập tức. Đan Phương tuyên bố từ thời điểm này cô và Huỳnh Tông Trạch chính thức chia tay. Khi mọi người cảm thấy tiếc cho tình yêu của hai người, Huỳnh Tông Trạch nhưng vẫn không thay đổi, tiếp tục cuộc sống lãng mạn đào hoa của anh ấy, điển hình vào năm 2015. Anh xuất hiện hẹn hò với nữ diễn viên đại lục Trương Sa Sa. Năm 2017, anh và Trần Gia Hoàn bắt đầu sống chung vì tình yêu. Sau đó vào ngày sinh nhật của Huỳnh Tông Trạch, Trương Sa Sa và Trần Gia Hoàn bất ngờ gặp nhau. Lúc này bọn họ mới biết được sự tồn tại của nhau cuối cùng anh chọn lấy chính cung trương xa xa trong khi huỳnh tông trạch vẫn đang đối mặt với chuyện tình cảm của mình hồ hạnh nhi người đã chia tay từ lâu cuối cùng đã mở ra cuộc sống của mình sau khi hồ hạnh nhi rời khỏi tay chơi huỳnh tông trạch rất nhanh đã gặp được người con trai thật sự của mình lý thừa đức hai người gặp nhau muộn quyết định kết hôn và sinh ba đứa con trong vòng 5 năm năm 2015, sau khi lý thừa đức được giới thiệu với hồ hạnh nhi ông đã phát động một cuộc truy đuổi quyết liệt đối với Hồ Hạnh Nhi. Mặc dù thân phận diễn viên của Hồ Hạnh Nhi khiến Lý Thừa Đức lúc đầu có chút áp lực, nhưng họ đã vượt qua một số khó khăn và cuối cùng đã đến với nhau. Lần này Hồ Hạnh Nhi vẫn thẳng thắn, nói với mọi người về tình yêu mới của mình. Tránh viết bừa bãi trên phương tiện truyền thông sẽ gây tổn hại cho Lý Thừa Đức, hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của mọi người. Lý Thừa Đức trẻ trung và đầy hứa hẹn, từng làn trong ngành tài chính, bây giờ anh ta đã giàu có rồi. Lịch sử tình yêu của Hàn cũng khá phong phú. Đã có quan hệ với nhiều hãng tàu điện ngầm, thậm chí còn hẹn hò. Nhưng sau khi gặp Hồ Hạnh Nhi, tất cả tâm tư đều dùng cho Hồ Hạnh Nhi. Năm 2015, mọi người còn bàn tán về tình cảm của Hồ Hạnh Nhi. Thậm chí khi cô ấy có thể quay lại với Huỳnh Tông Trạch. Nhưng lại có tin Hồ Hạnh Nhi và chồng. Vừa tổ chức rượu trăng tròn cho con trai. Sau khi kết hôn, Hồ Hạnh Nhi giống như một công chúa nhỏ. Được Lý Hiển Đức nâng niu trong lòng bàn tay, được chồng yêu thương. Nụ cười ngày càng ngọt ngào, tính khí càng ngày càng cảm động. Mặc dù cuộc hôn nhân này khiến Hồ Hạnh Nhi phải chịu rất nhiều tranh cái, thậm chí từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao của TVB. Nhưng cô ấy vẫn không ngần ngại đầu tư vào nó. May mắn thay, lần này cô ta thắng cược. Kết hôn với Lý Thừa Đức hơn 5 năm, hai người đã có ba đứa con đáng yêu. Người ta nói rằng Hồ Hạnh Nhi vừa kịp sinh nhật khi cô vừa được làm lại tất cả lý thừa đức chu đáo gọi bạn thân của mình về nhà và yêu cầu họ hợp tác với bộ đầu mù của hồ hạnh nhi để mặc cùng nhau tổ chức một bữa tiệc ngủ thật chu đáo và chu đáo không có gì ngạc nhiên khi lý thừa đức có thể giành được trái tim của hồ hạnh nhi nhưng luôn có một số phương tiện truyền thông không thể nhìn thấy người khác một số lại nói rằng mối quan hệ gia đình của cô ấy đã thay đổi đến nỗi cô ấy bị trầm cảm May mắn thay, đôi mắt của người lớn đều sáng suốt. Không, và tình trạng bây giờ tươi sáng và cảm động hơn trước. Không khó để thấy cuộc sống sau hôn nhân của cô ấy rất hạnh phúc. Chính là bởi vì có hơi ấm của tình yêu, cô mới có thể sống như tiên nữ xinh đẹp tự do.